Hello, xin chào tất cả các anh em hồn sư đã đến hoặc lại quay lại với kênh của mình nha. Rồi, trước khi bắt đầu cuộc hành trình bên Trung tiếp á, thì mình xin có một cái thông báo đến cho toàn thể anh em là theo như thông tin từ phân tab ở trên kênh Telegram á, thì là vào ngày 5 giờ sáng ngày mai, ngày 16 tháng 8 sẽ ra banner của bà Tắc Đông nha. Rồi mình thông báo cho anh em vậy luôn, cũng có thể là nhiều anh em đã biết rồi ha. Rồi ok, và ba Tắc Đông là một con tướng anh em phải lấy nha, một con tướng chơi meta cực kỳ dài và bên Trung bây giờ vẫn còn chơi nha, dù nó đã đi trước mình tới 1 năm 2 tháng tầm đó. Rồi bắt đầu hành trình thôi anh em ơi. À, và một thông tin nữa là ngày mai, cũng ngày mai luôn, vào lúc 4 giờ sáng ngày 16 tháng 8 thì bên Trung họ sẽ ra một con tướng SP mới, đó là con A Ngân. A Ngân SP thì A Ngân anh em cũng biết là con A Ngân SR là nó là hệ 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 đúng không? Hệ phụ trợ đúng không? Thì bây giờ nó đã chuyển sang hệ khống chế nha anh em. Ngày mai nếu có banner thì mình trong lúc mình làm clip cho anh em mình cũng sẽ review cho nó luôn. Anh em đón chờ nghe. Hôm qua quên đi bot. Hôm qua quên đi bot anh em ạ. Để dành đi 5 ngày đúng không? Ok, sắp rồi, mai lấy luôn em ơi. Giờ lấy uổng, mình vẫn tích sách nha, mình vẫn tích cái kinh nghiệm vào 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 thư ha, đó là một cái thói quen của mình rồi, cho nên rồi cảm ơn thông tin của các bạn. Bạn mình thì sao cũng không nhớ tên, xin lỗi nha, là mình không nhớ được cái tên nick của bạn. Thì là bạn nói là mở giam cấp nhưng mà sử dụng cái kinh nghiệm để trong thư, nó không có cộng 100% mà cộng 10%. Cảm ơn thông tin của bạn, nhưng mà mình thì mình theo thói quen rồi, thành ra mình cứ tích trong đó đi. Ok, bây giờ mua được có 20 là mát rồi anh em, dư rồi. Ok, mình còn 30 và mình còn là 1 ngày 23 tiếng. Ngày mai mình tiếp tục không sao cả anh em, mai có thì mình sẽ tổng kết và mình lụm hết luôn. Có thể ngày mai nó sẽ không cho tích thêm, chưa biết được. Từng thần ngày mai mà nó ra nhiều banner lúc là ngồi review mệt nghỉ luôn, không biết ngày mai bên đài có gì không. Ngày mai bên đài mà ra banner nữa luôn là thôi, coi như là mình có tới 3 clip. Ok. Ê, trời ơi, tự nhiên đi thuê chi, trời tôi có nó lắc anh em, mình chuyển xuống đây rồi để mình bấm mình cho thuê, trời ơi. Không tự nhiên thuê làm gì trời. ngáo thiệt trời. Này lại 1 ngày nữa. Nhiều người sẽ đi đến tới lời bộ 449 rồi xong nghỉ. Mình cũng cảm thấy tiếc giùm ấy. Mình nghe thông tin á là A Ngân SP sắp ra, nó sẽ thay thế vị trí của con tiêu tiêu này nè anh em. Mà mình chưa biết sao nha, cái bộ skill nó mà mình còn chưa coi nữa mà. Nên mình thì sự là mình cũng chưa chưa biết gì hết. Mình cứ nâng skill của mình, vẫn nâng nâng tiêu tiêu tiếp đi, không có vấn đề gì cả. Rồi mở thử luôn em, 20 cái nha, chắc chắn là ăn sẽ bảo hiểm này rồi. Có cái này mình sẽ lấy cái gì? Chút xíu đi. Ra cái đao nữa thì ngon, cái đao với hộp SR ngon. Hồng Hoàng Sư Tử nữa. Ừ, không ăn bảo hiểm nha anh em. Không ăn bảo hiểm nha. Không ăn bảo hiểm nha. Sáu năm bốn, trời ơi, mỏi nhanh là vậy đó. Ra cái hộp, ra cái con sư tử đi, trời ơi, cái móng tay luôn. Rồi cái này mình cứ để đi thôi, có thể mình sẽ lấy cái cốt ngọc tứ chi. Cái nào mình cần thì mình lấy sau anh em, nhưng giờ cũng chưa gấp.
quên 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 hồi hôm qua bận quá anh em mình, còn một mém chút là mình không không farm được cốt mà sự việc luôn ấy chứ, qua mình bận cả ngày. Nói chung là phải kiếm tiền, thành ra bận rộn lắm anh em, ai cũng vậy cả, ai kiếm tiền cũng bận rộn hết. Khi đi coi Ops, cái nào cũng được. Mốt lên 5 vạn bắt đầu mình chia ra mình farm đồ chứ giờ. Cái này cái nào chả được, đi làm nhiệm vụ thôi. Theo tình hình thì hôm nay chắc cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ làm mấy nhiệm vụ ngày thôi. Ngày mai á, ngày mai là tự nhiên nó dập dập tới tấp luôn. Sơ việc một là một cái clip nè, sơ bao chung là một cái clip nè, rồi sơ bao đài thì mình chưa biết. Ngày mai nếu mà ra ba tấc đông thì mình sẽ làm clip mình sơ việc nha. Nếu mà ra ba tấc đông đúng theo lịch đó, như thông báo đó, thì là mình sẽ quay banner, xả vé quay. Xong rồi mình sẽ phân tích luôn cả cái skill, cái mấy cái hồng hoàng của Bát Tắc Đông cho anh em luôn ha. Rồi còn về combo đồ thì mình, nếu mà mình, nếu anh em cần nha, nếu anh em cần thì anh mình sẽ làm một clip về combo đi với Bát Tắc Đông. Mà nó thật là sự nó cũng dễ nè, chứ không có cái gì mà cũng khó khăn hết á. Nếu chân đọc hồng hoàng là anh em đi được thôi. Tự nhiên nãy nó đơ đơ ra hết hồn. Ok anh em, thế lực mua rồi đúng không? Rồi để mình hốt một ít cái này đi để chơi với người ta nè. Rồi đó, giờ ai muốn mời mời đi. Ồ ghê. Hả, lúc mà ấy xong rồi không ai mời. Trời ơi, nó bị cái gì mà nó cứ đơ 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 hoài, ta nãy giờ nó giật giật mấy lần rồi. Không phải do lắc mà như do máy mà nó bị gì sai. À quên, trùng sinh cái tụi này ra. Đối với những cái level sau nha anh em, tức là những cái level mà anh em khoảng 60 mấy, khoảng 60 mấy cho đi, thì mỗi lần lên level nó sẽ lâu thời gian dài á, thì anh em cũng không cần mỗi ngày, anh em cũng làm như mình ha, cũng cũng dùng mấy con tướng này để mà tích xác kinh nghiệm, nhưng mà anh em không cần phải trùng sinh nó vậy đâu, anh em cứ để đi nó qua level 35 kệ nó không sao hết đó. Rồi thì nào anh em lên cấp chính á, để anh em lên cấp tướng anh em mới trùng sinh tụi nó để lấy sách anh em lên như mấy con chủ lực, đúng không? Rồi nó đỡ tốn thời gian hơn. Rồi sáu hay sáu này dài, chỉ cần mở cấp là lên được liền nè. 8 nè, 12 nè, ok tiêu lên nè. Cái này thì bị ngăn đây rồi không lên được. Ok được cái này, ok mai lên đó đi.
À, vô farm hùng hoàng 5 vạn anh em ơi. Đổi team, đổi team, đổi team. À, đổi team rồi đúng không? Ok. Đưa 11, 11, 11 mảnh là ngon. Lần đi 4 sao anh em ơi. Ra được 5 vạn thì ngon. À, bây giờ mới cần 5 vạn nè. À, bây giờ mới cần chữ 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 hiện lên thông báo nè. Ôi tiêu tiêu nhật nó quá đỉnh luôn. Nếu mà A Ngân mà thật sự ngon á thì đối với team mình thì mình sẽ không thay con tiêu tiêu đâu, mình sẽ đi tiêu tiêu cho A Ngân. À, tiêu tiêu sẽ rất là ngon nha anh em, nó cực kỳ ngon luôn đấy, đùa đó. Giờ muốn cần 5 bảng nó không ra nè, ấy ngộ lắm. Nhớ hồi trước mình nhớ lúc trước đi cái mấy cái ải này nó khó kinh dị, thật là khó kinh dị. Bây giờ có Tam Tu La, trời ơi nó, cái thời gian khởi đầu này, nó dễ mà nó nhàn. Anh em nào mà anh em thấy đi cái thí luyện là anh em biết rồi đó. Ra thí luyện nào là clear thí luyện đó, kinh thật của nó Tam Tu La này kinh quá. Đó, sao giờ không hiện chạy chữ anh đi đó, tôi cần 5 vạn nè, không chạy lên thiệt tình luôn. Ba ba mới cay kiếm cái nữa anh em. Ừ sắp kìa ơi, được hai luôn nè, quét hàng thú có ngay thôi, gì đâu 8 phút đi này thôi. Ai vô thì vô đây. Cái vé đi, ngày mai ra ngân rồi. 400 đấy, 400 vé đấy. Và có một cái vấn đề là như thế này anh em. Server chung là server đi đầu. Cho nên á, cái con tướng nó ra mình không thể nào biết được là con tướng nó nên lấy hay không. Bây giờ anh em mới thấy thật sự á là sự việc mình nó được hưởng cái lợi thế nó rất là ngon. Chơi sau, chơi sau lúc nào cũng mình thấy cũng thật sự rất rất là ngon anh em, là mình có thể là biết ví dụ như cái con tướng đó nó không có quan trọng, nó sẽ bị out meta lẹ, nhưng không, ví dụ như con Hạo anh em thấy không, và hồi trước mà như bây giờ mình là sẽ có việc là cái thực qua đi đầu đi, mình làm gì biết con Hạo nó chỉ chơi thời gian ngắn và nó sau đó nó bị con vũ tu la cho out meta, thậm chí là tới con tam tu la coi như con Hạo đi chơi luôn đúng không. Đó, nếu mà mình mà bình thường nó server mình mà ra chung banner như như nhà server chung á là con Hạo ra là mình lấy ha, cứ lấy con nào cũng lấy, con nào nó đâu có biết con nào mà nên lấy con nào không nên lấy đâu, con nào cũng lấy rồi xong luôn. Tài nguyên là mệt mỏi luôn á anh em, tích không nổi ấy. Thật sự là mình với server Thái là được ngồi là ngồi chờ, thậm chí là server Đài luôn đều là có thông tin từ server chung đi trước, nó cái đó thực sự là rất là đỡ luôn. Thông tin hình gian nam đẹp thiệt công nhận. Nếu con tướng này ra ở server Việt cho nam nam này anh em, tương lai nếu ra mà nó không kẹp hồn đạo khí, không có cái gì quan trọng là skip hết, bỏ khỏi lấy. Những anh em server mới thì muốn lấy thì lấy, còn anh em server cũ chắc hay không lấy nếu mà không kẹp cái gì quan trọng. Mà mình nghĩ thế nào nhà sản xuất nó cũng sẽ kẹp hoặc là hồn đạo khí hoặc là cốt siêu biến hay gì đó,
để cho mình lấy chứ, thì sự như năm nào này có chơi được đâu. Ghê, tam tu la 10 sao vũ sola luôn, quá dữ. Vũ sola là không 10 sao rồi đó, nhưng lúc chơi bên anh không 10 sao, còn bây giờ có 10 sao không thì không biết. Nãy vô sắp đội hình lẹ quá, không thấy kịp. Rồi, lấy ra tiếp anh em. Chơi cho nó xong luôn. Lấy mỗi cái một đi nha. Mỗi cái một đi. Chơi chốt. Được chưa? Được không? Vô được không? Không được. Xui. Rồi. Đâu? Ai? Vô nè. Có rồi, xả hết đi nè. Tại vì mai sợ nó không còn đi được nữa. Ý chứ chà, mình có một cái sai lầm rồi. Nãy mình xả hộp lẹ quá. Mình còn một đợt nhận hai 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 vé nữa anh em. Mà nếu hai vé đó mà nó trùng nhau á, mà là tèo đấy. Tại cái này cho vé ngon cho nên nó ráng tiết kiệm. Hy vọng là phải hai vé trùng nhau, chứ còn khác nhau là được. À, từ từ để mình coi coi. Đây nè, 120 còn nữa. Còn 160 nữa anh em ơi, đi vô. Có trùng chưa? Có trùng không? Có trùng không? Đây nè, thấy chưa? Một cái hai thấy chưa? Nguy hiểm, nguy hiểm. Bây giờ mình phải chia ra mình đi. Đây mình chia ra mình đi liền mới được. Nếu không nó sẽ bị trùng, buồn lắm. Đây. Đó. Vô. Come on. Vô nào, vô nào. Mình đi mình quét thằng thú cũng được anh em. Qua mình tâm nguyện mình quay cái đi là cái mấy thằng thú luôn, rồi nó sẽ cho mình cái kia coi nó trùng không. Ok rồi. Ủa có 135 vé à? Ủa mới có 135 vé hả? Ủa mà tưởng mình nhiều lắm chứ. Thôi rồi xong rồi, thua. 135 vé không chơi ngân được rồi. Có ngày mai là review cho anh em mà không chơi rồi. Ok, không sao. Tướng HP cũng có nuôi nổi đâu. Ngày mai cái review cho anh em đi. Ờ, vô đường nè, vô. Vô rồi nè, start đi. Ngày mai review cho anh em. Tính là bây giờ mình chơi sự kiện này là mình kéo vé cũng nhiều lắm rồi chứ. Thế mà lên con trăm mấy vé thôi à. Ồ. Căng nhờ. Ừ, còn hai cái một luôn, hay quá. Chưa, đúng không? Chạy vô đi cái này cái này là xong luôn. Lắc 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 lắc. Một ba mươi mấy giây đi mấy này trước. À, hôm nay quay thì nó ra con gì nó ra mình cũng không còn quan tâm lắm, nó ra được con Tam Tu La được thì càng ngon. Để mình quay hết coi nha, quay hết con tướng coi nó ra cái gì. Như hôm bữa có clip trước mình nói đó, nó có hai cái option, có hai con đường đúng không, coi ra cái gì.
Theo mình đoán là sắp tới nó sẽ ra những có con SP về bên phụ trợ với bên khống chế là chủ yếu là nhiều. Tại vì Tamtula này mình nghĩ là nó sẽ là một cái con mà chơi lâu dài. Hết ngày mai, ngày mốt là nó mở giam cấp. Ok. Rồi, lên luôn nào. Có đồ thêm cái thẻ vô quýnh thêm một được lần nữa. Rớt thì rớt, không rớt thì thôi. Ok, hút luôn. Rồi. Đấy. Sao? À, 1, 1, 2. Không vô được. Đáng tiếc. Thì mình sẽ lấy cái này và cái này. Ai vô không? Úi giời ơi, không ai vô à. Ui da, không ai luôn. Đổi coi. À, cái này. Có ai không? Ừ vậy đúng rồi, cái skin của chú Thanh này nhìn nhìn cái avatar đẹp anh em ha. Ha, đừng có giỡn với tiêu tiêu của ta. Này khó nha. Không may á, nó không mình vẫn còn nguyên liệu mình đi cực vậy là hay đó anh em. Sợ nhất là nó ra không 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 rồi cái một cái là số 2, trời ơi, cái đó là đúng điên luôn. Không đi được với ai hết. Vô không? Thôi chắc không làm mất thời gian em mình đi cái kia một lượt nữa rồi chắc mình rồi đến từ 1 tới 5 nha. Không ai vô đâu mà ao nha. 1 2 3 4 5. Ok. Đi một lượt kia nữa rồi đây. Mình sẽ tạm thời ngừng clip ở đây, mất không anh em mất thời gian. Đấy, vô quýnh luôn. Được 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 thôi. Tắm đi thiệt luôn.
Trời, phải vậy chứ. Đấy, 5 vạn. U được hai cái 5 vạn anh em ơi, hệ khống chế, ngon. Ngon thì làm gì? Trang bị liền. Đấy. Trời ơi. Ủa, nhánh 2 chứ lộn. Ok. Ai, được cái nào thì hay cái đó vậy. Trăm phần trăm. Ô, cái này ngon hơn. Cái này ngon hơn, dính xác suất này ngon hơn anh em ơi. Rồi, này chỉnh lại luôn. Rồi. Ok. Ủa, 5 vạn luôn rồi. Rồi 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 rồi. Ok. Tiếp ngừng đây anh em ơi. Ơi, chưa 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 quay cái quan trọng này cho anh em coi. Ơi. Cái gì cũng được. Ok, dịp. Rồi, giờ ra luôn một thần cơ cho nó đủ cặp. À, cốt. Tưởng à diễm cốt. Tưởng ra ra luôn có một thần cơ cho nó đủ cặp chứ. May ra ngân nữa thôi, bộ tứ siêu đẳng. Thấy chứ, diệm là tao mít cực kỳ ngon nha anh em. Mẫu giáp nó hơi bị ngon đấy anh em à, đừng đùa. Rồi, thôi clip nó ngừng đây nha anh em. Ngày mai nếu có mình con ngân luôn thì mình sẽ đi làm clip review cho anh em. Nhưng mà chơi chắc đồng chơi không được rồi, con trăm mấy vé chơi gì. Chơi lưng chừng mình chơi không được thì chắc mình sẽ bỏ. Rồi, ok, cảm ơn anh em xem tới tận clip. Cảm ơn anh em đã xem clip đến tận lúc này nha. Rồi, bye bye, giờ gặp hẹn gặp lại. Vào ngày mai, see you.